Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng mỗi ngày. Câu chuyện của vitamin C bắt đầu từ thế kỷ thứ 18, khi hàng loạt các thủy thủ đều mắc bệnh scorbut do thiếu hụt vitamin C nghiêm trọng. Vào năm 1956 tại Hawaii, Karen Bohr, người tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng, đã bắt đầu nghiên cứu về Acerola cherry, vốn được biết đến là một trong những loại quả chứa nguồn vitamin C dồi dào từ tự nhiên. Vitamin C của Nutrilite được sản xuất theo những tiêu chuẩn cao nhất, tuân thủ triết lý từ hạt giống đến thành phẩm, với nguồn gốc từ các cây giống của 5 loại Acerola cherry được tuyển chọn đặc biệt nghiêm ngặt. Chỉ sau khi phát triển được 1.5 năm trong vườn ươm chuyên biệt và 2 năm nữa trên trang trại hữu cơ, cây mới bắt đầu ra quả. Thu hoạch được diễn ra khi quả còn chưa chín hẳn, vì khi đó hàm lượng vitamin C đạt ở mức cao. Acerola cherry sau khi thu hoạch sẽ được chuyển đến cơ sở tập trung nằm ngay trong trang trại. Tại đây, các quả Acerola cherry được rửa sạch, chiết xuất và sấy khô để giảm thiểu sự thất thoát vitamin C và các chất dinh dưỡng quan trọng bằng cách sử dụng các kỹ thuật can thiệp nhẹ nhàng như thẩm thấu ngược. Sau quá trình này, các nguồn dưỡng chất chiết xuất từ Acerola cherry sẽ kết hợp với axit ascorbic tinh khiết để cho ra viên nén vitamin C từ Nutrilite. Hàm lượng này được chứng minh là hàm lượng đảm bảo hiệu quả cho sức khỏe con người. Với khả năng truy xuất nguồn gốc, chúng tôi theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình từ hạt giống được ươm tại vườn đến lúc cây phát triển trên trang trại hữu cơ, trải qua các công đoạn chiết xuất, sấy khô cho đến khi ra thành phẩm, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi tới tay người tiêu dùng.